Siêu sao Sylvester Stallone bị hơn 1.800 đoàn phim từ chối vì kém sắc, thành huyền thoại màn ảnh sở hữu 10.000 tỷ. Stallone sinh ra trong một gia đình nghèo, bị quay cuồng trong tệ nạn. Tính cách của anh cũng rất ngỗ ngược và quấy phá. Anh từng bị đuổi học 12 lần và phải lang thang đi làm công kiếm sống. Anh bắt đầu dành thời gian lăn lộn, làm công tại các đoàn phim. Thế nhưng Stallone lại nuôi ước mơ làm diễn viên. Anh từng đi casting, thậm chí nài nỉ và van xin các ngôi sao khi đó hãy để ý và giúp đỡ anh. Vào lần thử đầu tiên, Stallone bị trên dưới 500 ekip từ chối vì thân hình gầy gò, gương mặt thiếu sức sống. Không bỏ cuộc, Stallone tiếp tục đi casting và bị từ chối hơn 1.800 lần, trong đó có đạo diễn chán nản vì gặp mặt tên nhóc này 20 lần. May mắn là mãi sau đó, ekip một bộ phim 18 cộng tên The Party at Kitty Estude đã đồng ý cho anh tham gia, trả anh 200 đô cho 2 ngày quay ngắn ngủi. Về sau, Sylvester Stallone có cơ hội đóng quần chúng trong các phim tiếng tăm, thậm chí đôi khi bị cắt hết cảnh. Song, các vai này giúp Stallone có thu nhập ổn định, giúp anh nuôi giấc mơ làm một phim cho mình đóng chính. Đó là khi Rocky ra đời, với kịch bản do chính Stallone viết trong ngày rưỡi và kinh phí ít ỏi. Bộ phim trở thành hiện tượng và thắng cả Oscar, chính thức đưa tên tuổi của Sylvester Stallone vụt sáng. Sau đó Stallone đã trở thành một trong những biểu tượng kinh điển của dòng phim hành động Hollywood. Hiện tại ở tuổi xế chiều, Stallone viên mãn về cuộc sống lẫn sự nghiệp, cũng như sở hữu khối tài sản lên đến 400 triệu đô, gần 10.000 tỷ đồng.